chào quý vị và bạn, đây là sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước mặt chúng ta là trận đấu ở lượt đấu cuối cùng tại bảng B Asian Cup 2007 giữa hai đội Việt Nam và Nhật Bản. Trước khi được vào. Vào! Đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Toàn bộ chúng ta cùng xem lại bàn thắng mở tỷ số của đội tuyển Việt Nam. Bóng đá chạm Suzuki. Cầu thủ đá phạt góc là Vũ Phong. Đường bóng rất hiểm. Bóng được chuyền lên cho cầu thủ Nakamura. Rất mềm mại. Và như vậy là tỷ số được san bằng một đều cho các cầu thủ Nhật Bản. Xử lý kỹ thuật rất tinh tế và khả năng quan sát tốt của Nakamura. Bóng trong những pha đá phạt trực tiếp khi đó là Nakata và Nanami. Rất nguy hiểm. Tỷ số đã là 2-1 cho các cầu thủ Nhật Bản. Vừa rồi là bàn thắng thứ hai của Endo trong trận đấu. Pha ghi bàn đầu tiên của anh là bàn thắng vào lưới của Kawaguchi. Một pha đá phản lấy nhà và mở tỷ số cho cầu thủ Việt Nam. Endo. Komano. Pha xuống biển rất nguy hiểm. Tỷ số là 3-1 cho các cầu thủ Nhật Bản. Một loạt những pha phối hợp rất gắn bó, kết thúc bằng cú đá chân phải của Susuke Nakamura. Tỷ số đã là 4-1 cho các cầu thủ Nhật Bản. Cầu thủ đá phạt là Endo. Thêm một bàn thắng của Seikiro Maki, người đang đá cặp tiền đạo với Takahara. Rất nguy hiểm.